Nam mô A Di Đà Phật. 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 Con lạy chín mừng trời, lạy mười phương chư Phật mười phương, con lạy Phật Thích Ca Mâu Ni. Con lạy ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát. Con cung tỉnh lạy Hoa Nghiêm Tam Thánh. Con cung tỉnh lạy ngài Kiều Trấn Như, lạy ngài Át Nan Tôn Giả, lạy ngài Ca Diếp Tôn Giả, lạy ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả. Con cung tỉnh lạy Tây Phương Tam Thánh, lạy Đức Phật A Di Đà, lạy Quán Thế Âm Bồ Tát, lạy Đại Thế Chỉ Bồ Tát. Con cung tỉnh lạy Đông Phương Tam Thánh, Đức Phật Giả Sư, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát, còn Nội Ân Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Kim Cang Tứ Đại Thiên Vương, ngài Bi Đà Hộ Pháp, ngài Tiêu Diện Đại Sĩ, Độc Ân Chư Tiên Giáng Ngự Nơi Đây, lạy Vua Trời Đao Lợi Đâu Xuất Mười Vua Cõi Trời, Hộ Pháp Thần Trụ Tam Bảo, lạy Chư Tiên Thần Thánh Việt Nam Quốc về đây học Phật tu học vận đạo, chư thần linh thổ địa tác phủ, lạy các ngài hôm nay họ vẫn còn xin nguyện đem công đức làm một việc nhỏ như sợi tơ kẽ tóc, các vị Bồ Tát hồi hướng như thế nào con cũng xin hồi hướng như thế đó. Nguyện cầu thế giới hòa bình, nhân dân thế giới an lạc, hòa bình bệnh dịch tiêu tai. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho hương linh kỷ nguyên thất tổ, hương linh anh hùng chiến sĩ vì nước hy sinh, đồng bào tử nạn chư tiền hộ vệ dạng ngạ quỷ hà sa, hương linh thất tổ cửu huyền họ Nguyễn Khắc, họ Nguyễn Văn, họ Nguyễn Như, họ Nguyễn, họ Bùi, họ Phạm, họ Trương, họ Vũ, họ Hoàng, họ Chu, họ Trần, họ Cấn, họ Đặng, họ Giãn, họ Đoàn, họ Đinh, họ Lê, họ Hà, họ Cao, họ Kiều Khẩm, họ Đăng, họ Đỗ, họ Trừ, họ Cùng, họ Quất, họ Thi, họ Triệu, họ Võ, Bách Gia, Trâm Mậu, Thiên Chủ, họ Chủ, Thập Nhị Loại, Cô Hồn, Ngạ Quỷ, A Sa, họ Phất nơi đây và các hoàn gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hữu hình và vô hình. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo tầm này đồng sanh cõi cực lạc à. Nó mà ni bát mi hùng à. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tình
ba giới thần nguyện ấm làm 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 án gì làm bảo 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 làm án bà để bán bì hồng thì bán bì hồng án bà để 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 bán bì hồng bì hồng án bà để bán 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 bì hồng nam mô đại bi hội hưởng phật bồ tát nam mô đại bi hội hưởng phật bồ tát mô đại bi hội hưởng phật bồ tát nam mô đại bi hội hưởng phật bồ tát tiên lực đại đại bi tâm đại đà la ni nam mô hắc đà la đà la đà la đà la đà nam mô a di đà bà lô kê đê đê ba đà 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 bồ đề đà đà ma ha lô ni đà đà ma đà ma đà 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 nam mô bất kết lật đại nam mô a di đà bà lô kê đê đê ba đà la ma đà nam mô la la cầm di e di ma đà cầm đà sa mê đà bà na đà đầu câu bà ma đề đề đà ma bà đà ma bà bà đà phát địa tha na bà lô hê lô ca đế ca da đế di hê di ma bồ đề đà bà ma ha ma ha ma hê ma hê di đà đề kết mầm đồ lô bản đà sa mê ma ha bản đà sa mê đà la đà la địa đi ni tất bản đà la 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 ma la bản ma la bụt đế lệ y ye y ye tất na tất na a la sông bản đà sa la bản sa bản sông bản đà sa la hồ lô hồ lô ma la hồ lô hồ lô hê đi ta la ta la tất liệt tất liệt đô 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 Namaste.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ 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 Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô 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 Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí 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 Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô 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 Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Nam mô Hải Chung Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Chung Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Nam mô Đại Hải Chung Bồ Tát. Kính lạy Đức Quan Âm Như Lai, hiệu là Viên Thông, danh là Tự Tại, đài rộng lớn phát lời thệ nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính lạy Đức Quan Âm Như Lai đã giúp một lòng không quản ngại
ngài thường ở biển Nam độ nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính lạy Đức Quán Âm Như Lai trụ Sa Bà u minh gói, nghe tiếng kêu cầu ngài liền cứu khổ độ nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính lạy Đức Quán Âm Như Lai hàng tà ma trừ yêu quái, ngài hay diệt những nỗi nguy hiểm độ nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính lạy Đức Quán Âm Như Lai tay cầm bình thanh tịnh cành dương liễu, tâm được ngài dưới nước cam lồ độ nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính lạy Đức Quán Âm Như Lai đại từ bi năng hỷ xả, ngài thường thực hành sự bình đẳng độ nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính lạy Đức Quán Âm Như Lai trải ngày đêm không hề tổn hại, ngài thệ diệt hết nạn tam đồ độ nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính lạy Đức Quán Âm Như Lai hướng lên núi Nam cầu lễ bái giải thoát công cùng xiềng xích độ nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính lạy Đức Quán Âm Như Lai tạo nên thuyền pháp bơi qua biển khổ, ngài cứu hết chúng sinh độ nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính lạy Đức Quán Âm Như Lai trước có chẳng khoan sau bảo cái, ngài tiếp dẫn sang Tây Phương độ nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính lạy Đức Quán Âm Như Lai ở cảnh giới Phật Vô Lượng Thọ, ngài được Đức Ni Đà thụ ký độ nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính lạy Đức Quán Âm Như Lai thân đoan nghiêm không ai sánh kịp, quyết tu vẹn tròn 12 đại nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Đệ tử chúng con Phật tử Thanh Tùng Thủy Dương xin vì bốn lần và cõi pháp giới chúng sinh nguyện cho tâm chúng đều từ dốc lòng phát nguyện. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm nguyện con sớm biết tất cả pháp. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm nguyện con sớm được mắt trí tuệ. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm nguyện con sớm độ tất cả chúng. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm nguyện con sớm được pháp phương tiện. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm con nguyện sớm lên thuyền Bát Nhã. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm con sớm vượt qua biển khổ. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm nguyện con sớm được giới định tuệ. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm nguyện con sớm được đại niết bàn. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm nguyện con sớm được nhà vô vi. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm con nguyện con sớm đồng thần pháp tính. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm con hướng núi đào tự cháy nát. Con hướng lửa hừng tự tiêu diệt. Con hướng về địa ngục tự không còn. Con hướng về ngạ quỷ tự no đủ. Con hướng về tu la ác tâm tự điều phục. Còn hướng về xuất sinh tự đắc đạo trí tuệ. Tám quỷ tự quỷ Phật đương nguyện chúng sinh thế theo phát lòng vô thượng. Tự quỷ Phật sinh đấu to kinh đạo trí tuệ như hải. Tự quỷ đắc đương nguyện chúng sinh thống lý lại chúng tất thảy vô hải. Quả nam thánh chúng nguyện trí tử công đức phổ cập ơ nhất tiết nhã đẳng sinh. Giai cộng thành Phật đạo. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.